Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thúy Dương. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2015, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đã chuyển sang tiết sử thử tức là mưa ngâu, nhưng ở miền Bắc không có mưa và tiết trời nắng nóng như mùa hè vẫn tiếp tục kéo dài tới đầu tuần sau. Lương thì luôn chạy theo giá, vậy tăng lương tối thiểu nên như thế nào để cho người lao động đỡ phải mừng ít lo nhiều, vừa đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp. Nhiều loại đèn lồng không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn ngập ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có những lồng đèn Trung Quốc nguy hiểm, có thể chập điện và gây bỏng cho người sử dụng. Vụ nổ tại tỉnh Shandong của Trung Quốc đã khiến một người chết và 9 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu có thể do một máy phân tách hóa chất bị bắt lửa. Các nước châu Âu hiện đều đặt ở mức báo động an ninh cao nhất sau vụ xả súng trên chuyến xe lửa ở Pháp đến Bỉ bởi tay khủng bố Hồi giáo cực đoan người Maroc. Ngày hôm nay, một tàu cá mang số hiệu KH92396TS của anh Mai Thành Trung, trú tại tổ dân phố Ngân Hà, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, trở về từ ngư trường Hoàng Sa cho biết, tàu cá này đã bị một tàu có số hiệu là 46102 và chữ Trung Quốc tấn công và cướp tài sản. Nhờ vào la bàn mà sau 3 ngày, 7 ngư dân trên con tàu này đã trở về với vịnh Vân Phong an toàn. Nhìn tàu cá mà anh mới mua cùng với những thương tích đầy mình, anh Mai Thành Trung kể lại, vào sáng ngày 18 tháng 8, khi chuẩn bị trở về đất liền, thì bất ngờ bị một tàu có chữ Trung Quốc áp sát. Một nhóm người có vũ trang nhảy lên khống chế, dùng phương tiện cẩu kéo cướp đoạt toàn bộ tài sản trên tàu, đồng thời phá hủy hệ thống liên lạc, ICOM, điện thắp sáng. Anh em bạn mới nhảy ra, thì trong khi là cái mũi tàu của nó ghi ấp bên kia, lật về phía bên kia rồi cái mũi tàu đó quay ghét vào cái mũi tàu của thân tàu của tụi em, nhảy xuống 6 người cầm roi bê tông là dùa vàng bạn là đi tới thuốc mũi hết. Trước khi rút lui, nhóm người này còn chụp ảnh quay phim nhóm ngư dân. Thấy chiếc tàu xe rớt xe mà trong vòng tiếng đồng hồ thì nó nhập tới, thì anh em cũng sợ đóng cửa, thì thúc nó xôm tới thì anh em cũng lật đặt đóng cửa hô chìm ghi, thì lật đặt anh đại công hô nhảy ra. Thì trong khi vừa nó ái que thì 6 người nhảy que. Thì khúc qua thì nó dùa 7 anh em tôi tới trước. Do không còn thiết bị thông tin nên anh Mai Thành Trung cùng các thuyền viên khác không thể liên lạc được với Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam cùng các tàu đánh cá khác để nhờ hỗ trợ, mà phải dùng la bàn nên mất nhiều thời gian lênh đênh trên biển. Với thiệt hại này, anh Trung không biết đến khi nào mới có lại được con tàu mới để tiếp tục vươn khơi bám biển, bám ngư trường. Dù ở xa Việt Nam nhưng hoàn lưu của cơn bão Goni hút mây đã làm tăng bức xạ nhiệt từ trên cao xuống mặt đất, khiến thời tiết tại miền Bắc càng trở nên oi bức và khó chịu hơn. Dù hôm nay là đã chuyển sang tiết sử thử, nghĩa là mưa ngâu, nhưng tại khu vực này không mưa và thậm chí là nắng nóng như mùa hè. Trong khi đó, nhiều khu vực ở Hà Nội bị mất điện trong ngày cuối tuần và khiến cho người dân rất bức xúc. Khoảng 13 giờ hôm nay, nhiều khu vực ở quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ mất điện. Đây cũng là khoảng thời gian nóng nhất trong khi nhiệt độ lên tới 36, 37 độ C. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi, bức xúc khi điện bị cắt đột ngột mà không thông báo trước. Trẻ nhỏ, người già phải ra đường, tìm bóng cây để hóng gió. Công ty Điện lực Hai Bà Trưng cho biết, nguyên nhân mất điện là do có sự cố cáp ngầm trên địa bàn bị chập, làm ảnh hưởng đến khoảng 20 trạm. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân trong tiết trời nắng nóng, 15 giờ chiều nay, điện được tạm thời cấp từ nguồn dự phòng. Các nhân viên sửa điện cũng đã kiểm tra các trạm để tìm điểm gặp sự cố và tiến hành khắc phục. Tổng công ty Điện lực Hà Nội từng cam kết không cắt điện khi nhiệt độ ngoài trời ở mức nắng nóng. Tuy nhiên, với những sự cố bất khả kháng thì người dân vẫn phải chấp nhận. Theo cơ quan khí tượng thì dạng thời tiết như thế này vẫn còn duy trì trong những ngày đầu tuần tới. Phải đến giữa tuần khi có khối khí mát tràn về thì trời mới có mưa, nắng nóng sẽ chấm dứt. Theo quy luật thì tháng 8 có khoảng 2 đợt nắng nóng, thời gian chỉ là từ 2 đến 3 ngày, nhiệt độ không gay gắt. Nhưng với năm nay, tính cả đợt thì hiện nay thì từ đầu tháng đã có 3 đợt nắng nóng với mức nhiệt cao đến mức kỷ lục chưa từng được ghi nhận từ năm 1971.
Theo Sở Giao thông Vận tải Bắc Cạn, hiện nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn vẫn xảy ra nhiều vụ sạt lở. Khối lượng đất đá sạt trượt từ đợt mưa lũ đầu tháng 8 kết hợp với trận mưa lớn vừa qua càng khiến cho công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Trên toàn bộ các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ có gần 400 điểm sạt lở, nhiều nhất là tỉnh lộ 258 với gần 200 điểm. Khối lượng đất đá phải thu dọn gần 23.000 mét khối. Đường tỉnh lộ 257 cũng có trên 100 điểm sạt lở, khối lượng đất đá cần thu dọn hơn 13.000 mét khối. Trên thực tế, các tuyến đường này đều đã được thông xe ngay sau khi bị sạt lở, nhưng chỉ là tạm thời vì có nhiều điểm sạt lở, đất đá vẫn chiếm gần hết lòng đường. Không chỉ gây cản trở giao thông mà còn có nguy cơ gây tai nạn rất cao, đặc biệt là vào ban đêm, vì các tuyến đường trên Bắc Cạn đều có nhiều điểm cua rất khó quan sát. Tại thời điểm này, mỗi khi mưa lớn, nước vẫn chảy liên tục từ trên núi xuống, nguy cơ hỏng đường, sạt trượt là rất cao. Cho đến thời điểm này thì cuộc tranh luận về mức tăng lương tối thiểu năm 2016 tại Hội đồng Lương Quốc gia vẫn chưa đưa được ra con số thống nhất. Phía bảo vệ quyền lợi của người lao động với đại diện là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì đề xuất mức tăng là từ 16% đến 17%. Phía đại diện cho doanh nghiệp là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì cho rằng chỉ nên tăng lương tối thiểu thêm 10%. Và tính toán này được cho là dựa vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy tính toán này đều có sự sai lệch phần nào với những gì hiện nay đang diễn ra. Mức lương tối thiểu vùng năm 2015 áp dụng ở 4 vùng là từ 2.200.000 đồng đến 3.100.000 đồng một tháng. Theo tính toán của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, thì mức lương này đáp ứng được 75% mức sống tối thiểu cho người lao động. Thế nhưng theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn về mức sống tối thiểu vùng trong các doanh nghiệp năm 2015 cho thấy, mức chi tiêu trung bình của người lao động có nuôi con từ 3.510.000 đồng đến 4.247.000 đồng một tháng. Như vậy, mức lương này mới chỉ đáp ứng được 61-73%, thấp hơn nhiều so với con số 75% từng được tính toán. Thậm chí, người đứng đầu ngành lao động còn cho biết, đến nay mức lương tối thiểu mới đáp ứng được 63%. Còn năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đề xuất 3 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 với tỷ lệ tăng từ 16 đến 17,5%. Đúng là việc tăng lương đang trở thành sự băn khoăn cho người lao động trước lo lắng về diễn biến tăng giá sẽ đón đầu. Còn ở phía doanh nghiệp, dù là quyết định tăng lương thế nào thì chi phí cũng sẽ tăng thêm hàng năm, trong khi năng suất lao động của doanh nghiệp dường như không mấy thay đổi. Như vậy, việc tăng lương chưa là động lực cho cả người lao động cũng như doanh nghiệp cùng nhau phát triển. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, năng suất lao động của người Việt Nam đang rơi vào mức thấp nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi sử dụng phương pháp đo lường bằng cách chia tổng sản phẩm quốc nội GDP cho tổng số người lao động. Và từ số liệu đó thì chúng tôi thấy rằng năng suất lao động của người Việt Nam hiện nay tương đối thấp. Nó thấp hơn cả các nền kinh tế khác của ASEAN, ví dụ như là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và đặc biệt là Singapore. Theo báo cáo tiền lương toàn cầu 2014-2015 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, lương tháng trung bình của Việt Nam đạt 3,8 triệu đồng. Con số này chỉ cao hơn Lào, Campuchia và Indonesia. Về lâu dài, chúng ta cần tính tới tiền lương phải đi kèm với tăng năng suất lao động. Để tăng tiền lương sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tăng năng suất lao động hoặc ngược lại. Tăng năng suất lao động cũng hỗ trợ lại việc tăng tiền lương. Sau những lần tăng gần đây, lương tối thiểu đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2006, trong khi năng suất lao động tăng thấp hơn nhiều. Trong khi đó, nhiều chuyên gia trong nước cho rằng để có cơ sở tăng lương, giải pháp quan trọng nhất vẫn là tăng năng suất lao động. Thưa quý vị, người lao động thì có nhiều lo lắng, còn các doanh nghiệp thì cũng đau đầu không kém để đi tìm những giải pháp cho những khó khăn của việc tăng lương tối thiểu đặt ra. Các chuyên gia từ lâu đã chỉ ra rằng, lương tối thiểu có mối liên quan mật thiết đến năng suất lao động và lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí sản xuất tăng lên, đồng nghĩa với việc nhiều doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với việc không thể cầm cự được. Mặc dù rất thấu hiểu với mức thu nhập còn thấp, cũng như đời sống còn nhiều khó khăn của các công nhân, thế nhưng mỗi lần tăng lương tối thiểu vùng, các doanh nghiệp không khỏi trăn trở trước những gánh nặng mà nhiều nhất có lẽ là áp lực về chi phí. Tập đoàn Dệt may Hưng Yên có 13.000 lao động đang làm việc.
Số tiền mà tập đoàn này nộp bảo hiểm xã hội năm 2014 là 80 tỷ đồng. Nếu năm nay tăng lương thêm khoảng 15%, thì tập đoàn sẽ phải nộp thêm hơn 10 tỷ đồng nữa. Cái tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản bảo hiểm khác và cộng lệ phí công đoàn là khoảng 32,5%. Thì về nghề may chúng tôi thì nó tương đương bằng khoảng 12% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp. Đây là số quá lớn. Việc tăng lương tối thiểu vùng không chỉ đặt ra những khó khăn về kinh tế, mà còn khiến cho các doanh nghiệp khó kêu gọi và giữ chân người lao động. Như cái bây giờ ngay cái lương công nhật hoặc là làm thời vụ đó thì bây giờ nó cũng khác trước rồi. Bây giờ khi có cái quy định tối thiểu thì bây giờ trước đây đó thì chừng khoảng 2,5-3 triệu là chúng tôi có thể kêu gọi được cái người lao động vô. Nhưng mà bây giờ với cái mức như thế thì rất là khó. Là phải là từ 3,5-4 triệu, thậm chí là 5 triệu tùy theo cái tay nghề của từng người. Để khắc phục những áp lực này, nhiều doanh nghiệp bắt buộc phải tính đến phương pháp tăng giá thành sản phẩm. Thế nhưng, các doanh nghiệp cho rằng rất khó điều chỉnh giá, và biện pháp cho các doanh nghiệp là tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và liên tục sáng tạo để đưa ra những sản phẩm mới. Giá nhà nước điều chỉnh thì dễ, nhưng mà doanh nghiệp mà đưa ra cái giá em để điều chỉnh theo kịp với cái nhà nước thì rõ ràng là hết sức là khó khăn, sẽ bị khách hàng là kêu ca ngay, và thậm chí chúng tôi sẽ có những cái mất những cái khách hàng lớn. Cốt lõi đó là làm sao đó là sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mà muốn có hiệu quả thì rõ ràng những cái chi phí để cấu tạo vô một cái giá sản phẩm đó thì mình phải tính toán làm sao nó giảm được nhiều, và cái sản phẩm đó phải mang cái tính độc đáo, mang một cái chất lượng cao. Khi lương tháng trung bình của Việt Nam còn ở mức thấp của thế giới chỉ với 3,8 triệu đồng, thì việc tăng lương tối thiểu là điều cần thiết. Và tăng 10% hay 16% có hay không có gây ra áp lực cho các doanh nghiệp sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào việc doanh nghiệp có tìm ra được giải pháp phù hợp cho sự thay đổi này hay không. Vâng, có thể nói rằng các bên liên quan thì vẫn còn loay hoay, chưa tìm được tiếng nói chung về phương án tăng lương tối thiểu. Mà lương thì luôn chạy theo giá, nên với những người lao động thì họ vẫn phải đang sống chật vật khi mà mức lương tối thiểu vùng mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu đời sống. Ghi nhận ngắn về cuộc sống của những người lao động làm việc tại một khu công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Ít ai tin đây là một khu trọ cho công nhân trên địa bàn Hà Nội. Với mức lương gần 4 triệu thì hầu như không đủ để chi cho sinh hoạt hàng tháng dù đã cố gắng tiết kiệm. Với chị Trần Thị Hảo, thuê được một phòng trọ ở gần công ty, lại có mảnh đất để trồng rau như thế này, có lẽ là điều may mắn. Tôi phải chi tiêu bớt mức lương là đi ăn, mua đồ ăn thì bớt thêm một chút. Mỗi ngày thì tầm 30-35 nghìn, nhưng mà với mức lương thấp như vậy thì tôi chi tiêu tầm 25-30 nghìn thôi ạ. Nhiều công nhân khác tại xóm trọ này cũng đang phải sống chật vật từ số tiền lương hàng tháng. Trong một tháng thì cũng phải chi tiêu cho nhiều thứ như là thuê nhà trọ, trả tiền nhà trọ, rồi ăn uống, rồi không may còn ốm đau bệnh tật, thỉnh thoảng là còn về quê. Với chị Hảo, chị Dung thì được tăng lương tối thiểu dù là bao nhiêu cũng có thể cải thiện được phần nào cuộc sống hiện tại. Dù năm nào hai chị cũng được tăng lương, nhưng giá cả chi tiêu của thực tế đời sống thì băn khoăn không ít. Bây giờ đời sống thì mua các thứ ấy thì cũng rau dưa các thứ thì cũng đắt đỏ, mà tiền lương thì công nhân thì đi làm vất vả nên là chị không đáp ứng được mấy. Có thể tăng đến 5 hoặc đến 700 để thêm thu nhập với ổn thỏa rồi cuộc sống, mỗi khi có công việc hoặc là ốm đau bệnh tật thì chi tiêu khoản hàng tháng. Tiền lương thực tế nó sẽ không đáp ứng được như hiện nay. Có nghĩa là tiền lương danh nghĩa tăng lên, nhưng mà tiền lương thực tế nó giảm đi do cái chỉ số giá sinh hoạt, giá tiêu dùng nó tăng lên, CPI tăng lên. Thì chúng ta tăng lương để làm gì? Với những công nhân tại các khu công nghiệp, tiền lương là nguồn thu nhập duy nhất. Đúng là trong khi chưa nhìn thấy số tiền của mình sẽ được tăng là bao nhiêu, thì nguy cơ tiền lương chạy theo giá cả đã hiển hiện trước mắt.
cán bộ y tế cấp xã tới đây sẽ được tăng gấp đôi mức chi phí hỗ trợ. Đây là quy định vừa được Liên Bộ Tài chính Y tế ban hành trong thông tư liên tịch số 117 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Y tế giai đoạn 2012-2015, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2015. Cụ thể về mức chi hỗ trợ cán bộ y tế cho trẻ dưới 1 tuổi uống hoặc tiêm vaccine đủ 8 liều theo quy định. Đối với xã đặc biệt khó khăn là 24.000 đồng một trẻ uống hoặc tiêm vaccine đủ liều, tương đương với 3.000 đồng một trẻ một lần uống hoặc tiêm vaccine. Đối với các xã còn lại là 12.000 đồng một trẻ uống hoặc tiêm vaccine đủ liều, tương đương với 1.500 đồng trên một trẻ một lần uống hoặc tiêm vaccine. Như vậy, so với thông tư 113-2013, mức chi tại thông tư 117 đã tăng gấp đôi. Tại các vùng nông thôn hiện nay, việc chăm sóc 1.000 ngày đầu cho trẻ tồn tại rất nhiều sai lầm, do các bà mẹ khó tiếp cận được những kiến thức cơ bản và đúng về chăm con. Trong khi các y bác sĩ từ các trạm y tế xã còn nhiều hạn chế trong việc tư vấn chăm sóc trẻ nhỏ cho người dân. Nhằm giải quyết được những tồn tại này, ba xã Nhân Thịnh, Đội Sơn và Liêm Cần của tỉnh Hà Nam đã triển khai mô hình mới trong chăm sóc 1.000 ngày đầu cho trẻ và bước đầu nhận được kết quả khả quan. Cứ 2 lần một tháng, vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật, tận dụng hội trường Ủy ban Nhân dân xã, những bà mẹ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 2 tuổi trong xã Nhân Thịnh lại tới đây sinh hoạt câu lạc bộ. Những phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách là chủ đề của tuần này. Mang thai được 6 tháng, mẹ chồng lại hay phải xa nhà. Lần đầu mang thai nên chị Tám còn lóng ngóng trong việc thực hành tắm trẻ. Mình thì mẹ thì đi làm nhiều bận rộn nên là mình phải đi tham gia lớp này để rút kinh nghiệm. Sau này thì mình sẽ phải tự tắm cho con mình. Đến đây học thì mình có thể rút được kinh nghiệm là tắm cho trẻ bé như thế nào. Và lúc những bài tập thể dục để nâng cao sức khỏe cho mẹ và bé. Và những kinh nghiệm để nuôi dưỡng sau bé sau này khi sau khi sinh. Kia thì tôi cũng đã tham gia đỡ đẻ trạm ấy. Cũng có nhiều chị em đã đến ngày sinh rồi mà chưa chuẩn bị gì về mải công việc, và cũng nghĩ là một số chị em cũng được sinh trước thời gian quy định đấy, các chị chưa chuẩn bị được gì nên là có thể là trong tình trạng là khi đến đẻ không có đồ đạc gì hết. Lúc đấy cuống cuồng lên, nhưng qua cái câu lạc bộ này chị em đã biết cách là chuẩn bị được trước đấy các ngày dự kiến sinh của mình và biết cách là tự bảo vệ mình. Đặc điểm của mô hình chăm sóc sơ sinh mới này là sẽ do Hội Phụ Nữ và Y tế xã vận hành thông qua sinh hoạt các câu lạc bộ cho phụ nữ mang thai và gia đình có trẻ dưới 2 tuổi. Bận công việc, cùng phải chăm sóc cậu con trai nhỏ hơn 7 tháng, bà mẹ trẻ này nhiều lần không thể tới câu lạc bộ. Tuy nhiên, hàng tháng chị vẫn được các cán bộ trong xã tới tận nhà để tư vấn chăm con. Nếu mà không có mô hình thì chắc là ví dụ như là mình không biết được những cái chất cần thiết mà mình cần bổ sung sắt cái gì đấy. Thì các chị tham gia câu lạc bộ thì các chị tư vấn cho mình rất là thiết thực. Khi sinh hoạt câu lạc bộ thì gặp rất là nhiều khó khăn vì một số chị em xa, con nhỏ thì không về dự sinh hoạt được. Thì chúng tôi cũng đã chia thành nhau thành từng nhóm để tư vấn tại các hộ gia đình. Thì đối với các hộ mà không đến được thì tôi tư vấn các cái nội dung phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Một cái chương trình để mà chị em phụ nữ và y tế có thể là thường xuyên cung cấp đến cho bà mẹ. Bởi vì trước đây chúng ta biết rồi các đội ngũ đó là thường ít có các cái tài liệu để có thể là truyền tải cho các bà mẹ. Và nó cũng khắc phục được cái điểm yếu là video clip ít nhất là nó cũng sẽ giải quyết được vấn đề nói tốt và nói kém của các tổ y tế cơ sở. Do vậy tôi nghĩ là mô hình này rất là phù hợp với mô hình nông thôn. Dù chưa thể đánh giá cụ thể về tính hiệu quả của mô hình mới, tuy nhiên có thể thấy từ thực tế triển khai được gần 1 năm tại ba xã tại Hà Nam cho thấy việc chăm sóc sơ sinh ban đầu bắt đầu từ việc xây dựng các câu lạc bộ đang thu được những tín hiệu tích cực. Bằng chứng rõ ràng nhất là số lượng bà mẹ sinh thường tại các xã có mô hình đã tăng nhanh. Thưa quý vị, còn hơn 1 tháng nữa mới đến rằm Trung Thu. Và hiện nay trên thị trường, mặt hàng lồng đèn Trung Thu cũng đã được bày bán rộng rãi với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Với tâm lý ưa chuộng những mẫu mã bắt mắt và giá thành khá thấp, nên không ít người tiêu dùng đã chọn mua những chiếc lồng đèn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó có cả những chiếc lồng đèn được cho là của Trung Quốc, có thể gây chập điện và gây bỏng cho người sử dụng. Thật khó để người tiêu dùng phân biệt được đâu là lồng đèn Trung Thu chất lượng cao do Việt Nam sản xuất và đâu là lồng đèn xuất xứ từ Trung Quốc. Những chiếc lồng đèn Trung Quốc có nhiều màu sắc bắt mắt, đa dạng, mang hình dạng của những nhân vật mà trẻ em yêu thích.
thậm chí là viết chữ Việt Nam. Những thông tin mập mờ này đã khiến ít người tiêu dùng phân biệt được để chọn lựa lồng đèn an toàn cho con của mình. Nhiều người cứ chọn mặt hàng bắt mắt sinh động, pha giá rẻ mà không quan tâm đến chất lượng mặt hàng. Và ít người biết rằng lồng đèn Trung Quốc bày bán có chất lượng thấp, dễ chập điện và có thể gây bỏng cho trẻ em. Kiểu mã mẫu mã mới rồi nó bắt mắt thì con mình thích thì mình mua. Tụi em đi mua thì chỉ cần có chữ là sản xuất tại Việt Nam là tụi em mua thôi, chứ thực tế thì giờ nguồn gốc xuất xứ tụi em cũng đâu có biết được đâu. Vẫn lấy bán thôi, vì nó một năm thì nó chỉ có một mùa, thành thử ra thành thử ai cũng phải mua bán thôi, dù biết là nó có độc hại hay là cái gì cũng vẫn mua bán. Dấu hợp quy vốn dĩ chỉ có thể dán lên sản phẩm vì nó được cấp rời sau khi sản phẩm đã được hoàn thành và mang đi chứng nhận. Thế nhưng dường như với những chiếc lồng đèn Trung Quốc, quy trình đã bị đi ngược khi xuất hiện những con dấu hợp quy được in thẳng lên sản phẩm. Chưa kể đến nhiều doanh nghiệp tư nhân cố tình đã tháo rời lồng đèn Việt Nam rồi đánh tráo với các bộ phận của sản phẩm Trung Quốc để qua mặt khách hàng. Tất cả những cái hàng làm từ Trung Quốc về hoặc là làm giả hàng ở đây bây giờ là đóng cái mác là hàng Việt Nam đó, thì rất là rõ là bao giờ cũng như vậy, là cái chất lượng nó rất là kém. Cái dây thì cái ruột mềm yếu, bóng thì như thế này. Thậm chí đó có những cái sản phẩm họ làm ra đó họ bất chấp luôn. Cái công tắc nó chỉ có cần dây là nó nghĩa là lúc la lúc lắc những cái răng rụng vậy đó. Còn bóng đó thì cái đuôi bóng là không có được kẹp, không được làm cách điện gì cả, mà cái này rất là nguy hiểm cho các cháu. Khi mà nó chập đó, thì nó làm chảy cái nóng viên chảy cái nhựa ra bóng tay các cháu. Việc cố tình cung cấp thông tin sai để đánh lừa người tiêu dùng cho đến đánh tráo bộ phận sản phẩm để thu lợi nhuận cao hơn, đây hoàn toàn là những hành động vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ người tiêu dùng. Mặt hàng lồng đèn truyền thống đã không còn hấp dẫn được người tiêu dùng khi mà hầu hết mọi người đều chọn mặt hàng thiết bị điện tử. Đây cũng là yếu tố khiến lồng đèn nhái, lồng đèn Trung Quốc vẫn cứ xuất hiện nhan nhản trên thị trường. Trung Quốc lại xảy ra nổ nhà máy hóa chất lớn. Đã xác định được danh tính kẻ xả súng trên tàu hỏa Pháp. Vẫn còn nhiều khó khăn sau 10 năm bão Katrina. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Chỉ hơn 10 ngày sau vụ nổ hóa chất khủng khiếp ở Tianjin, vào tối ngày hôm qua, một vụ nổ hóa chất nữa lại xảy ra ở tỉnh Shandong Đông Trung Quốc. Tính cho đến thời điểm này, đã có một người chết và 9 người bị thương. Như vậy, một lần nữa, an toàn lao động lại thành vấn đề đáng lo ngại tại Trung Quốc, khi nước này đang tập trung khắc phục hậu quả vụ nổ xảy ra trước đó tại thành phố cảng Tianjin. Vụ nổ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ hóa chất Ran Sinh ở thành phố Jibo, tỉnh Shandong. Sức ép của vụ nổ làm cửa kính của khu dân cư cách nhà máy khoảng 2 km vỡ vụn. Nhiều mảnh vỡ bay trong không trung. Người dân sống gần khu vực cho biết họ nhìn thấy quả cầu lửa bốc lên sau 2 tiếng nổ lớn ở khoảng cách 5 km cũng cảm nhận được rung chấn. Một số người ở khoảng cách 20 km cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lại ngỡ là tiếng sấm. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ hóa chất Ran Sinh là do một máy phân tích hóa chất bị bắt lửa. Do lo ngại vấn đề ô nhiễm hóa chất do vụ nổ gây ra, chính quyền thành phố Jibo đã sơ tán toàn bộ người dân sống trong khu vực cách nhà máy hóa chất 1 km đến nơi an toàn. Vụ nổ xảy ra vào tối qua sẽ làm tâm lý của người dân Trung Quốc thêm bất an khi chính phủ nước này cũng đang tập trung xử lý hậu quả do vụ nổ những kho hóa chất tại kho cảng Tianjin, làm 121 người thiệt mạng, 54 người mất tích và hơn 700 người bị thương. Hiện nay, nhiều chuyên gia lo ngại các hóa chất độc hại tiếp tục lan tỏa vào khí quyển, nguồn nước và có nguy cơ phát tán sang các nước láng giềng. Liên quan đến vụ đánh bom ở thành phố Bangkok vào ngày 17 tháng 8, mới đây người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan nhận định có thể nghi phạm đã tẩu thoát. Tư lệnh cảnh sát quốc gia Somjot Bumbanwang cho biết,
Những thông tin trên với báo giới vào sáng ngày hôm nay, sau khi tham dự một hoạt động nhằm chứng tỏ sức mạnh đoàn kết để trấn an công chúng về sự an toàn tại thủ đô Bangkok. Hiện cảnh sát Bangkok đang truy lùng một người đàn ông áo vàng, kẻ bị xem là nghi phạm chính. Người này được nhìn thấy đặt một chiếc ba lô bên trong đền chỉ ít phút trước khi xảy ra vụ nổ bom. Vụ đánh bom tại đền Erawan vào tối ngày 17 tháng 8 đã khiến 20 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương. Vào ngày hôm nay, giới chức Pháp tuyên bố đã xác định được danh tính kẻ xả súng trên tàu hỏa Pháp ngày 21 tháng 8 theo giờ địa phương. Đó là Ajoub El Kouachani, một tên khủng bố Hồi giáo cực đoan người Maroc, 26 tuổi. Ngay sau đó, thì các nước châu Âu hiện đều đặt ở mức báo động an ninh cao nhất. Theo nguồn tin của Cảnh sát chống khủng bố Tây Ban Nha, đối tượng xả súng được xác định là đã sống 7 năm tại Tây Ban Nha, từ năm 2007 đến tháng 3 năm 2014, tại các thành phố Madrid và Algeciras, nơi y được biết đến với các hoạt động buôn bán ma túy. Ajoub El Kouachani đã 3 lần bị bắt giữ và hiện vẫn đang là đối tượng truy nã của cảnh sát. Cơ quan tình báo châu Âu cho biết, an ninh đã được tăng cường và đặt ở mức báo động cao trên khắp các hệ thống xe lửa, ga đường sắt tại các nước châu Âu sau vụ xả súng trên chuyến xe lửa ở Pháp. Vụ việc đã gây chấn động ở các nước châu Âu và lo ngại về những vụ tấn công khác của các chiến binh thánh chiến trở về từ Syria sau khi tình hình tại khu vực này ngày càng leo thang. Sau cuộc đối thoại suốt 10 tiếng đồng hồ bắt đầu từ chiều ngày hôm qua mà chưa giải quyết được khủng hoảng, vào 3 giờ chiều ngày hôm nay theo giờ địa phương, Hàn Quốc và Triều Tiên lại tiếp tục đàm phán với sự cảnh giác cao độ. Trước tình trạng này, không ít người dân Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại và đặt hy vọng vào vòng đàm phán mới. Người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Cố vấn An ninh của Tổng thống Hàn Quốc Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Thống nhất Hong Jong-pyeong có cuộc gặp những người đồng cấp của Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom để thảo luận toàn diện về cách giải quyết các xung đột gần đây, cũng như việc phát triển mối quan hệ liên triều. Đây được cho là cuộc đàm phán liên triều cấp cao nhất trong gần một năm qua, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Và không ít người dân Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại nên hy vọng vào vòng đàm phán đang diễn ra. Tôi khá lo lắng, tôi hy vọng tình hình sẽ được cải thiện và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Gia đình tôi khá lo lắng và đã chuẩn bị cho tình huống này. Chúng tôi đã tích trữ nhiều mì gói, hy vọng hai miền có thể xây dựng được quan hệ bền vững. Hiện quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã nâng mức cảnh báo đe dọa lên tới mức cao thứ hai để đề phòng nguy cơ tấn công từ Triều Tiên. Với mức này, hai nước đồng minh sẽ tăng cường hoạt động tình báo về Triều Tiên bằng vệ tinh, máy bay trinh sát và các thiết bị quân sự khác. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nước Mỹ sẽ bước vào ngày kỷ niệm 10 năm trận siêu bão Katrina đổ bộ vào New Orleans, khiến 1.800 người thiệt mạng. 10 năm đã qua đi, thành phố New Orleans đã thay da đổi thịt, nền kinh tế cũng dần hồi phục. Nhưng với nhiều người thì nó vẫn là những ký ức kinh hoàng. Và với họ có quá nhiều bất cập vẫn còn xảy ra sau khi cơn bão đã đi qua được 10 năm. Mặc dù gần như toàn bộ thành phố New Orleans đã được xây dựng lại, nhưng ở nhiều khu vực nghèo như quận 9 thì việc tái thiết vẫn còn khá gian nan. Hiện nay, 1/3 dân số ở khu vực đã quay trở về ổn định cuộc sống, nhưng họ vẫn còn rất khó khăn. Anh có nghĩ rằng điều này là do chúng tôi là người da đen? Ở độ tuổi 64, Aaron Joseph đang xây dựng lại ngôi nhà của mình. Ông cho rằng chính tình trạng phân biệt chủng tộc, quan liêu và sự thiếu năng lực đang cản trở nỗ lực tái thiết lại New Orleans. Trong khi đó, nhiều năm qua, Steve Robinson vẫn đang chờ cấp phép hỗ trợ xây dựng lại nhà sau bão Katrina. Ông đã nhiều lần viết thư lên thị trường, nhưng cũng không được giải quyết. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.